ngày hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2019 kính mời các bạn xem bản tin vụ khá bảnh văn hóa giang hồ và giới trẻ Việt Nam vâng trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến phiên tòa xét xử khá bảnh một thần tượng của rất nhiều những thế hệ trẻ của Việt Nam trong thời gian qua và hiện nay vấn đề đang được đặt ra đó là văn hóa của thế hệ trẻ Việt Nam dường như đã lệch lạc trong thời gian vừa qua và rất nhiều học sinh cùng hàng trăm giang hồ đã theo dõi phiên tòa xét xử khá bảnh tại Bắc Ninh. Và đây là hình ảnh của báo chí quốc tế bắt đầu đăng tải về vụ việc này. Phiên tòa khá bảnh và văn hóa giang hồ hút giới trẻ Việt Nam. Đây là hình ảnh khá bảnh trở thành hiện tượng xã hội ở Việt Nam. Hiện tượng hàng trăm học sinh vẫn còn nguyên đồng phục áo trắng đội mưa cùng với hàng trăm giang hồ xăm trổ theo dõi phiên tòa xử khá bảnh uh, đã báo động về sự lạc lối của người trẻ về giáo dục xuống cấp ở Việt Nam và văn hóa trí thức méo mó. Nhiều học sinh đến dự phiên tòa để xem thần tượng uh, giang hồ này của mình. Và điều này đang đặt một câu hỏi rất lớn đối với ngành giáo dục cũng như cha mẹ, phụ huynh học sinh và ngay cả uh, Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh khá bảnh, tươi cười, vẫy tay khi rời xe chở nghi phạm vào tòa án. Có những lời nhắn gửi như sau, sáng mai đến thăm anh. Hàng loạt lời nhắn như vậy trên trang Facebook của nhiều học sinh khiến phiên tòa được chức trách dùng để gửi đi thông điệp gian đe trở thành sân khấu tung hô một thần tượng kỳ quái trong xã hội đang biến dạng về mặt chính trị. Khá bảnh bước xuống xe tù, cười rạng rỡ và giơ tay chào các fan hâm mộ như một thần tượng showbiz. Ở chiều hâm mộ các học sinh đội mưa không phải để nghe phiên tòa xử khá bảnh cùng các đồng phạm mà là ngóng theo từng cử chỉ, hành động, trang phục và tiếp tục bàn tán về kiểu tóc của thần tượng. Giống như một idol và học sinh đã vẫy tay chào khá bảnh tại tòa, điều này đã phản ánh hiện trạng xã hội Việt Nam vào lúc này. đây là hình ảnh khá bảnh vẫy tay chào những người tới quan sát phiên tòa và trong đó có rất nhiều học sinh đã đứng bên kia hàng rào và vẫy tay chào lại khá bảnh. kết thúc phiên tòa xét xử, khi thấy chiếc xe chở khá bảnh rời khỏi sân tòa án Nhân dân, rất đông các em học sinh mặc áo trắng đồng phục đã ùa lên để nhìn, thậm chí không có ít các em đã còn dơ tay vẫy chào, khiến nhiều người phải quay lại ra nhìn với con mắt ái ngại. Hành động vô tư của các em học sinh đang độ tuổi đến trường đã khiến nhiều người, đặc biệt là các phụ huynh, không khỏi lo lắng. Bởi việc này, các em học sinh có thể trở thành thần hành động cổ suý cho những hành động sai trái và vi phạm pháp luật. Và khá bảnh từ một người thợ mộc đã chuyển thành một người dạng một giang hồ ra sao? Và đây là hình ảnh khá bảnh khoe hình xăm trổ trên người của mình. Khi thợ mộc bỏ nghề làm giang hồ. Tại phiên tòa, Ngô Khá Bảnh, Ngô Bá Khá, 26 tuổi, khai mình làm thợ mộc thu nhập từ 500.000 đến 700.000 đồng một ngày và đang sửa nhà giúp mẹ. Với mức thu uh, sống ở đây đó là một thu nhập khá hấp dẫn. Lẽ ra khá và bà mẹ đã có cuộc sống yên ấm nhưng khá đã ra rẽ sang cuộc sống khác và căn nhà mơ ước của bà mẹ vẫn chưa hoàn thành. Bỏ lại căn nhà xây dở, bỏ lại cuộc sống êm đềm, khá là vào giang hồ và cũng không ngờ mình trở thành một thần tượng. Cùng với mạng xã hội, hiện tượng khá bảnh còn lắm thay đổi văn hóa, tội phạm. Và điều này rất rõ ràng khi tội phạm không còn là những hình ảnh đen tối nữa mà đã trở thành những có rất nhiều fan hâm mộ như khá bảnh và nhiều người thuộc giới hệ trẻ Việt Nam đã lao vào cổ vũ cho các giang hồ như Khá Bảnh và nhiều người khác. Và đây là hình ảnh Khá Bảnh được YouTuber trao nút vàng khi đạt 1 triệu người theo dõi trên kênh YouTube này. Nhưng không có phương uh, có hiện tượng giải trí nào giống như ở Việt Nam hiện nay khi các băng đảng lưu manh đường phố được trao nút vàng, được hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội và táo bạo hơn, các nhà làm phim nổi tiếng còn mời các thành viên băng đảng đường phố đóng phim những bộ phim sặc mùi lưu manh. Họ không phải là giang hồ. Giang hồ là thế giới của những người vì hoàn cảnh nghiệt ngã mà rơi vào cảnh thế giới tội phạm, không thoát ra được hoặc sinh ra trong gia đình tội phạm, giang hồ gốc. Thế giới giang hồ có tổ chức, có giá trị riêng mà tất cả đều phải tôn trọng. Những những khá bảnh Dương Minh Tuyền, Cú Thóc và danh sách gì đó đang rầm rộ trên mạng không phải là giang hồ. Sau khá bảnh, sau những bộ phim ca ngợi lối sống lưu manh là những trí thức hay giao giảng sứ mệnh cứu rỗi nhân loại của nghệ thuật nhưng họ không bỏ qua cơ hội đánh vào thị hiếu bất chấp tác hại cho xã hội để lấy tiền khi tuyên truyền và tiếp tục chia sẻ những hình ảnh của những cái xã hội đen như vậy. Và các loại phim xã hội đen chính vì vậy mà vẫn rất cuốn hút giới trẻ và được nhiều người làm ra trong thời gian vừa qua. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy giới trẻ đang ngập lụt trong văn hóa giải trí lưu manh chuyện những người trẻ say mê thế giới giang hồ với những giá trị trọng nghĩa khinh tài, coi anh em là trên hết không có gì lạ. Bố già chẳng chinh phục cả thế giới đó sao? Đây là một cái còn ở châu Á, các bộ phim liên quan đến băng đảng xã hội đen lúc thịnh lúc suy nhưng luôn thu hút công chúng. Trong số đó có series phim xã hội đen có tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử hiện đại Hồng Kông và cũng quen thuộc với khán giả Việt Nam, đó là bộ series phim trẻ và nguy hiểm ở Việt Nam thường được biết tới với những tên gọi người trong giang hồ được phát hành trong những thời kỳ năm 1996 đến 1998. Bộ phim gồm tới 6 phần, tập trung vào một nhóm băng đảng thiện với các hoạt động như tranh giành địa bàn, thanh trừng đối phó với những nhóm nhân viên công quyền thoái hóa để từ đó đề cao tình huynh đệ, tính nhân nghĩa và nguyên tắc giang hồ. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng của Hồng Kông, từ đó gây sốt toàn châu Á và đây là hình ảnh bộ phim đó đã được giới thiệu tại Việt Nam. Và các nhà làm phim còn mời chính những nhân vật xã hội đen đóng để cho thực và điều đó có thể dẫn đến những bộ phim đó có thể ăn khách hơn đối với họ. Đây là hình ảnh phim về giang hồ, bạo lực, pha hài hước được cho là công thức của các trang các web đang ăn khách khi họ phát hành những loại phim như vậy. Về việc giang hồ tràn ngập phim ảnh, tờ báo sinh nêu ngoài công thức chung là giang hồ bạo lực và kết hợp với hài điểm chung của các trang web về giang hồ là được ra nhiều tập cách nhau thời gian không quá lâu một số phim còn ra thêm các tập ngoại truyện hoặc hậu trường và cũng có lượt xem không hề nhỏ nhưng cũng có một thực tế tất cả các trang web đó là các tập sau đều có lượt xem thấp hơn thậm chí thấp hơn nhiều những tập trước thập tam muội và ví dụ tính đến hiện tại tập cuối thấp hơn một tập 1 khoảng 5 triệu view ờ, chết vì thì chịu của Việt Hương cũng vậy tập 1 có 5,8 triệu lượt xem tập 5 chỉ còn có 2,3 triệu mà thôi ngay các phim ca nhạc về đề tài giang hồ cũng có kết quả tương tự phim ca nhạc dẹp loạn giang hồ của ưng Hoàng Phúc tập 1 có 7,5 triệu lượt xem tập 3 chỉ còn 3,9 triệu do vậy nhiều phim đã phải dừng lại sau khi khoảng 3 đến 4 tập một phần vì lượt xem đã giảm ngoài ra kịch bản của nhiều uh, trang web Phim này tỏ ra bế tắc, nhiều tập phim có nội dung na ná giống nhau. Không chỉ là hành động cũ, đôi khi miếng hải cũ cũng cũ, câu chuyện làm gái phải học hành bài bản cũng chỉ gây cười được một lần và cũng dáng đi của uh, những cái diễn viên này cũng không thể thu hút được quá lâu. Và các đối tượng giang hồ thật ngoài đời thì đã cuốn hút giới trẻ theo dõi vì họ người thật việc thật, khác với phim ảnh. À, trước đó vẫn được uh, giới trẻ theo xem. Và đây là hình ảnh tấm quảng cáo phim ngắn Tình anh em của Khá Bảnh đã làm. Chỉ có người thật việc thật như Khá Bảnh là lôi cuốn và thu hút. Hầu như các clip của Khá Bảnh đều thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm comment và hàng ngàn chia sẻ của cộng đồng mạng. Trong đó clip Khá Bảnh ra tù thu hút tới 12 triệu lượt xem. Khá Bảnh còn quay phim, phim ngắn Tình anh em của Khá Bảnh đứng đầu danh sách thịnh hành trên YouTube trong một thời gian với 48 triệu lượt xem. Điều đáng nói, không chỉ riêng khá bảnh, còn có một danh sách dài rằng dặc giang hồ YouTube hái ra tiền nhờ phô trương các hoạt động kiếm tiền theo kiểu giang hồ như cho vay, bảo kê, đâm chém, uh, quay thành clip hoặc dựng phim ngắn, có cả ca, ca sĩ và nghệ sĩ uh, danh tiếng tham gia. Có nghĩa là giang hồ bây giờ, ngoài căn hệ tiền bạc, băng nhóm, vũ khí, máu lạnh, sẵn sàng ra tay còn phải có cả YouTube, Facebook và không có thì chưa thuộc đẳng cấp giang hồ. Ngoài ra với hành động giang hồ cũng giúp những người này thu được tiền rất nhiều từ quảng cáo khi đưa lên các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Và đây là thông tin tiếp theo. Đây là hình ảnh khá bảnh khoe rút được 450 triệu đồng Việt Nam tiền quảng cáo từ YouTube. Vì sao giang hồ YouTube khá bảnh lại thu hút số lượng lớn thanh thiếu niên theo dõi và ái mộ như vậy? thì chúng tôi không biết, đây là phân tích của tác giả. Nhưng cách mà người này thể hiện trong clip là kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền thật dễ dàng từ các hoạt động không theo một quy chuẩn nào của xã hội, thậm chí thanh thiếu niên còn chết mê chết mệt mỗi khi khá bảnh thay đổi kiểu tóc hay trang phục hoặc có một hành động nào đó làm dáng. Yêu thích và làm theo là một bước rất ngắn, nhất là đối với những người trẻ. Vì sao giới trẻ lại chấp nhận một nhân vật nổi loạn như vậy? Và điều này khá nguy hiểm vì với những hoạt động bất hợp pháp và phạm tội như khá bảnh nhưng thế hệ trẻ đã dõi theo và thậm chí không chỉ bắt tóc bắt trước những kiểu tóc, kiểu dáng mà thậm có thể họ còn bắt trước những hành động và những điều đó là phi pháp. Và chế độ chính trị xã chủ nghĩa ở tại Việt Nam thì không có thật trong thực tế chính vì vậy nó đã tạo đất sống cho những cái người và do giang hồ và cho những những người như khá bảnh. Và đây là hình ảnh kháo bảnh bắt tay vào những người đến dự phiên tòa hôm đó. Công thức tạo ra kháo bảnh khá bảnh bị phạt tù 10 năm về tội tổ chức đánh bạc, mức án nghiêm khắc, nhưng xem ra không làm khá sợ hay tỏ ra hối hận với mức án nặng. Đó cũng không tác dụng, giam re, răn đe với những người ở thế hệ trẻ khác. Vì sao như vậy? Người Việt hay đổ lỗi cho kinh tế thị trường và mạng xã hội, nhưng các quốc gia văn minh đã thiết lập nên những giá trị mới, mang tính phổ quát, tôn trọng cá nhân và cộng đồng trong khi chúng ta có kinh tế thị trường nhưng mang màu sắc kỳ lạ và vận hành theo những quy luật bí mật mà biểu hiện bên ngoài của nó là mạnh được yếu thua. Hàng trăm nghìn thanh niên Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục cổ vũ cho hành động giang hồ của Khá Bảnh mặc dù người nhân vật này đã vào tù. Mạng xã hội thì cũng kinh dị, méo mó, trong đó sự tùy tiện, tiếng nói chính thức trực thì bị vùi dập bị đe dọa còn những người nói a dua định bợ chụp mũ vu khống thì lại được biểu dương tất cả cùng với sự bất lực trên nhiều phương tiện của nền giáo dục đã tạo ra một hiện tượng khá bảnh chứ không phải là khá tạo ra chính mình trên mạng xã hội khá bảnh là một cái tên cũng như dương minh tuyền huấn hoa hồng học hành không đến nơi đến chốn nền nền tảng giáo dục gia đình lòng lẻo trong khi môi trường nông thôn đang chuyển thành đô thị sớm thành tạo ăn chơi và thích được nổi danh, ngập lụt trong thế giới giải trí đầy màu sắc lưu manh. Công thức ấy tạo ra khá bảnh và cũng là công thức chung của hàng trăm ngàn thanh thiếu niên hiện nay tại Việt Nam. Và đây là tác giả đã kết thúc bài của mình như vậy. Và đúng vào thời điểm này, 50 năm thực hiện di trúc của Cố Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn ra giả kêu gọi sống, chiến đấu, lao động và học tập theo hương Bác Hồ Vĩ Đại. Thì nay, hàng trăm nghìn thanh niên Việt Nam đã làm ngược lại họ đã sống như họ muốn. Điều này chứng minh lý thuyết chính trị sáo rỗng của Đảng Cộng sản đã phá sản hoàn toàn và nền giáo dục của Việt Nam đã xuống cấp một cách nghiêm trọng. Để tránh cho thế trẻ tại Việt Nam đang mất phương hướng, lao vào cổ vũ cho giang hồ xã hội đen và hành vi phạm pháp thì Đảng và chính phủ Việt Nam nên từ bỏ chủ nghĩa cộng sản, chuyển đổi sang thể chế dân chủ, tự do, văn minh và pháp quyền của nhân loại. Có như vậy thì thanh niên, thiếu niên Việt Nam mới được hưởng được một nền giáo dục tốt nhất cùng cha ông mình xây dựng một Việt Nam mới hùng mạnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de ngày hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2019. Các các bạn hãy chia sẻ video này và để lại những bình luận và hãy bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những thông tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin Cộng hòa Liên bang Đức.